Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 8 giờ tối của ngày thứ 6, ngày mùng 1 tháng 3 năm 2024. Và cho tôi gửi lời chào thân ái với các bác ở trên đã tới được vì nhìn thấy video này. Cảm ơn các bác rất là nhiều và chắc chắn các bác là những khán giả thân thiết của kênh Trang Trang TV. Thật sự cảm ơn các bác rất là nhiều. Chặng đường của kênh Trang Trang TV đến bây giờ là cũng gần 4 năm rồi. Từ 30 tháng 6 năm 2020 và thật sự nó tồn tại đến bây giờ thì nó cũng là một kỳ tích. Có những cái trang phản động thì vẫn đương nhiên tồn tại với hàng triệu lượt sắp. Và những cái trang mà xin thưa rằng mang tính chất xuyên tạc nó kia và thậm chí là chống đối chính quyền vẫn tồn tại. Thế nhưng có những cái trang cờ đỏ chửi nhau rồi dùng những cái văn hóa mạt sát, chửi bới chợ búa thì vẫn tồn tại, không bị sao cả. Nhưng kênh Trang Trang TV với những cái tôn chỉ là niềm, là sự thật, niềm tin và lan tỏa sự tử tế, ngôn từ thì rất là điềm đạm, tôi cố gắng như vậy, không dùng những cái thứ gì đó và cũng không xa vào tranh cãi, mà chỉ muốn mong muốn rằng là những cái điều tốt nhất đến với đất nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam, Đảng, Nhà nước. Và thật sự tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều lần. Thế nhưng bây giờ mình cũng phải sang cái kênh thứ 9 thôi. Không biết làm thế nào được, đúng không ạ? Nhưng mà dù sao thì mỗi kênh thì như một đạo quân vậy. Thì mình cố gắng mình di chuyển dần. Tôi sẽ cố gắng để mà tôi sẽ dùng kênh này. Các video clip sẽ post ở kênh này là chủ yếu. Cho nên là các bác hãy hỗ trợ bằng cách là đăng ký kênh, like video nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Đây là video đầu tiên. Và cho tôi gửi lời chào và chúc các bác có một cái buổi tối tốt lành. Và tôi hy vọng rằng là vẫn đồng hành với các bác lâu dài. Cảm ơn các bác rất là nhiều.